Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, trạm vũ trụ quốc tế ISS là một vệ tinh nhân tạo chứa các mô đun sinh sống hoạt động ở quỹ đạo thấp của trái đất. Nhưng khi hoạt động bên ngoài không gian, trạm vũ trụ luôn bị rình rập bởi các mối đe dọa tiềm ẩn đến từ các tiểu hành tinh, các thiên thạch và cả những mảnh rác không gian do chính con người tạo ra. Với vận tốc duy trì quỹ đạo lên tới 7,66 km/giây, tức 27.576 km/giờ, nhanh gấp 22 lần vận tốc âm thanh trong môi trường tiêu chuẩn. Nếu chẳng may xảy ra va chạm, nó sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Và mới đây, trong một thông báo được phát đi ngày 28 tháng 5 năm 2021, quan chức của CSA cho biết cánh tay robot của trạm vũ trụ quốc tế đã bị tấn công bởi mảnh vỡ không gian. Nó đã tạo ra một lỗ thủng ở trên đó, nhưng dường như va chạm này không được cảnh báo trước. Các nhà khoa học chỉ biết đến nó khi họ phát hiện ra lỗ thủng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm kiếm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Trạm vũ trụ quốc tế ISS là vệ tinh nhân tạo lớn nhất của nhân loại hoạt động bên ngoài không gian. Dự án là kết quả của sự hợp tác đa quốc gia bao gồm NASA của Hoa Kỳ, Roscosmos của Nga, JAXA của Nhật Bản, ESA của châu Âu và CSA của Canada. Trạm được phân chia thành rất nhiều các mô đun khác nhau, mỗi tổ chức sẽ thực hiện quản lý và điều hành những mô đun của riêng mình. Ngoài các mô đun sinh sống, các phòng thí nghiệm, trạm vũ trụ còn có một cánh tay robot lớn ở bên ngoài. Nó được cơ quan CSA của Canada phụ trách. Cánh tay robot này được đặt tên là Canada ARM2. Nó có chiều dài khoảng 17,6 m, chiều rộng là 35 cm. Chúng được làm từ titan, có lớp bọc bên ngoài là vải Kevlar, một loại vải có thể chịu đựng được va chạm, cháy nổ nhằm bảo vệ cánh tay robot. Với khối lượng là 1,8 tấn, nhưng nó có khả năng xử lý trọng tải lên tới 116 tấn. Thông thường, cánh tay robot dùng để nâng các hàng hóa, sửa chữa các khu vực sự cố của trạm. Ngoài ra, cánh tay robot còn có thể hỗ trợ việc cập bến của các tàu con thoi. Nó rất cơ động, có thể di chuyển đến toàn bộ chiều dài của trạm vũ trụ bằng hệ thống cơ sở di động. Các nhân viên trên trạm sẽ điều khiển và vận hành cánh tay robot bằng 3 màn hình LCD trong buồng lái. Đây quả thực là một cánh tay đắc lực của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhưng mới đây, vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, các nhà khoa học đã phát hiện ra một lỗ thủng trên cánh tay và nó được quan chức phía Canada CSA công bố ngày 28 tháng 5 vừa qua. Bức ảnh này đã cho thấy một vết thủng được quan sát rõ ràng ở trên cánh tay robot, nhưng rất may mắn, cánh tay robot vẫn hoạt động bình thường. Dường như vụ va chạm chỉ gây ra một vết thủng nhỏ ở cánh tay và làm rách lớp bọc bảo vệ bên ngoài. Có lẽ va chạm không ảnh hưởng đến các thiết bị bên trong. Các nhà khoa học dự đoán đây là kết quả của một vụ va chạm của mảnh vỡ không gian. Nó có thể là một viên đá nhỏ hoặc một mảnh rác nhỏ lao vào. Đây là video của cánh tay robot được ghi hình trước thời điểm ngày 12 tháng 5 năm 2021. Chúng ta có thể thấy cánh tay không có bất kỳ một tổn thương nào. Còn đây là video được quay lại sau khi cánh tay robot bị va chạm. Nó cho thấy một vết thủng khá rõ ràng. Các nhà khoa học không đưa ra số liệu kích thước về lỗ thủng, nhưng nếu so sánh với kích thước của cánh tay robot, vết thủng này có thể có kích thước khoảng 2 đến 3 cm. Và vết rách lớp bảo vệ bên ngoài khoảng từ 7 đến 10 cm. Ở bên trong cánh tay có rất nhiều dây dẫn và các thiết bị khoa học, nhưng rất may mắn nó đều không bị ảnh hưởng. Có thể trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ phải kiểm tra lại khu vực này nhằm đảm bảo cho cánh tay robot hoạt động an toàn. Trong một thông báo mới nhất của NASA, trong ngày 2 tháng 6 năm 2021, hai phi hành gia người Nga sẽ thực hiện chuyến đi bộ bên ngoài không gian. Dự kiến chuyến đi bộ sẽ diễn ra trong khoảng 6,5 giờ. Nhiệm vụ của hai phi hành gia là ngắt kết nối tất cả các liên kết cơ học của mô đun DC1 và trạm vũ trụ. Đây là mô đun khóa phí cho các chuyến du hành. Nó đóng vai trò như một bến cảng cho các tàu vũ trụ tiếp cận ISS. DC1 có chiều dài khoảng 4,87 m, chiều rộng 2,56 m, tổng khối lượng của nó là khoảng 3,8 tấn. NASA cho biết thêm, việc ngắt kết nối của mô đun này nhằm kết thúc nhiệm vụ của nó. Vào mùa hè này, DC1 sẽ được tháo rời và đẩy về phía trái đất. Nó sẽ được thay thế bởi một mô đun mới của Nga có tên là Nauka. Và đây là hình ảnh mô phỏng về mô đun đó. Nó sẽ được lắp tại vị trí của DC1. Đương nhiên, sau khi DC1 được đẩy về trái đất, có thể nó sẽ bị đốt cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển. Các nhà khoa học của NASA sẽ tính toán quỹ đạo điểm rơi nếu mô đun chưa cháy hết nhằm đảm bảo an toàn cho sự sống trên trái đất. Đối với mô đun Nauka mới của Nga, nó được coi là một phòng thí nghiệm đa năng. Theo Roscosmos, nó sẽ được đưa lên trạm vũ trụ vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Sau khi mô đun được lắp ráp vào trạm, nó cũng có nhiệm vụ là bến cảng nhằm cập bến cho các tàu vũ trụ. Ngoài ra, mô đun còn hỗ trợ sự sống cho các phi hành gia, bao gồm hệ thống xử lý không khí, một phòng trưng bày và một nhà vệ sinh. Đương nhiên, mô đun mới sẽ được Roscosmos của Nga phụ trách. Nó có chiều dài là 13 m, rộng 4,11 m và có khối lượng 20,3 tấn, lớn hơn khá nhiều kích thước của mô đun DC-1 được thay thế. Tuy rằng trước đó Nga đã có những công bố về việc xây dựng trạm vũ trụ mới, sau khi hoàn thành, họ sẽ rút hoàn toàn khỏi trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nhưng với việc thay thế mô đun lần này, có lẽ Nga vẫn còn hoạt động trong thời gian dài nữa trên ISS. Trước đó, vào năm 2014, để đáp trả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã tuyên bố Nga sẽ từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc kéo dài thời gian sử dụng trạm quỹ đạo ngoài năm 2020 và họ chỉ cung cấp động cơ tên lửa cho Hoa Kỳ để phóng vệ tinh phi quân sự. Thời điểm đó đã rất nhiều người lo lắng bởi nếu không có sự vận hành các mô đun của Nga, trạm vũ trụ quốc tế ISS rất khó hoạt động. Nhưng rất may mắn sau đó, vào tháng 2 năm 2015, Roscosmos đã thông báo rằng họ vẫn là một phần của chương trình ISS cho đến năm 2024. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2015, nguồn tin từ Roscosmos tuyên bố NASA đã đồng ý hợp tác trong việc phát triển thiết bị thay thế ISS. Nhưng phía NASA lại phủ nhận điều này. Họ cho biết, NASA đánh giá cao cam kết của Nga trong việc mở rộng nhiệm vụ ISS, nhưng không xác nhận bất kỳ một kế hoạch nào cho một trạm vũ trụ mới trong tương lai. Trong diễn biến mới nhất gần đây, chính phủ Nga đã đưa ra thông báo họ sẽ xây dựng trạm vũ trụ của riêng họ trong tương lai, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 2025. Và Hải Yến cũng đã có một video nói khá chi tiết về phi vụ này. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem ở dưới phần mô tả của video nhé! Ở thời điểm hiện tại, trạm vũ trụ quốc tế ISS bao gồm 16 mô đun, trong đó có 4 mô đun do Roscosmos của Nga xây dựng và duy trì kinh phí, 9 mô đun của Mỹ, 2 mô đun của Nhật và 1 của châu Âu. Chính điều này đã làm trạm vũ trụ quốc tế ISS trở thành thiết bị đắt đỏ nhất mà con người từng xây dựng. Tính ở thời điểm năm 2010, tổng chi phí của trạm đã lên tới 150 tỷ đô. Nhưng do các tổ chức tham gia đều tự vận hành và duy trì kinh phí cho các mô đun, nên rất khó để có tổng chi phí chính xác. Người ta ước tính rằng, tính đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí đã đầu tư cho trạm không dưới 200 tỷ đô, một con số cực kỳ lớn. Do đó, nhiều người tin rằng không dễ dàng để các quốc gia từ bỏ nó. Nhưng có một sự thật đó là, các thiết bị đều có niên hạn sử dụng. Dù ISS có bền bỉ ra sao, tầm cỡ lớn như thế nào thì nó cũng không thể hoạt động mãi mãi. Đến một ngày nào đó, chúng ta cần phải có giải pháp để thay thế. Theo kế hoạch mở rộng, trạm có thể hoạt động đến năm 2028. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả phía Mỹ và Nga đều chỉ đưa ra cam kết duy trì đến năm 2024. Còn sau thời gian đó, họ vẫn chưa quyết định. Hy vọng rằng trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ được bảo dưỡng và thay thế định kỳ, giúp tuổi thọ của nó sẽ được duy trì lâu hơn, nhằm bảo tồn những thành quả vĩ đại do con người tạo ra. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về những gì đã và đang diễn ra trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!